Quyển 47, thứ 15 Bồ Tát Địa, phần 2, Tùy Pháp Trì Du Già Xứ, phẩm 1, tướng Bồ Tát. Sao gọi là các tướng chân thật của Bồ Tát? Bốt Đà Nam thuyết, các Bồ Tát chân thật nên biết năm chủng tướng tự tánh ý xứ quả, thứ lớp nhiếp năm chuyển. Trừ Bồ Tát có năm tướng chân thật, nếu người nào thành tựu sẽ ở trong hàng trừ Bồ Tát. Những gì là năm? 1. Ái mẫn, 2. Ái ngữ, 3. Dũng mãnh, 4. Huệ thí rộng rãi, 5. Năng hiểu nghĩa lý mật ý thẳm sâu. 5 pháp như vậy, mỗi pháp lại riêng có 5 chuyển. A. Tự tánh, B. Chỗ nương, C. Quả lợi ích, D. Thứ tự, E. Nhiếp lẫn nhau. A. Tự tánh, tự tánh ai mẫn được có 2 chủng. 1. Ý vui, 2. Chánh hạnh. Ý vui chư Bồ Tát đối với các hữu tình phát khởi ý vui lợi ích, ý vui an lạc. Đây gọi là ai mẫn, chánh hạnh. Chư Bồ Tát đối với các hữu tình như ý vui, tùy lực tùy khả năng dùng thân ngữ nhiều ích, đây gọi là ái mẫn. Tự tánh ái ngữ, hoặc dùng lời vấn an dẫn dụ, hoặc dùng lời vui mừng hoàn hỷ, hoặc dùng lời tăng thêm lợi ích, để biết đã thuyết ở trước trong phẩm nhiếp sự. Tự tánh dũng mãnh, chư Bồ Tát kiên định bền chắc, không sợ hãi yếu hèn, có đại thế lực. Tự tánh huệ thí rộng rãi, chư Bồ Tát có tánh thí rộng lớn, tánh thí không nhiễm, tự tánh năng hiểu nghĩa lý, mật ý thẳm sâu. Chư Bồ Tát sở hữu 4 vô ngại giải. Tức ở kia trí dẫn phát tránh gia hạnh không điền đảo, để chỗ nương. Chỗ nương ải mẫn của Bồ Tát được có 5 chủng. Những gì là 5? 1. Hữu tình có khổ, 2. Hữu tình ác hạnh, 3. Hữu tình phóng dật, 4. Hữu tình tà hạnh, 5. Hữu tình phiền não tùy miên. Tất cả hữu tình ở địa ngục đều thọ khổ bước bách tương tục tiếp nối. Đây gọi là hữu tình có khổ. Lại có hữu tình tuy không nhất định có khổ, nhưng hiện hành rất nhiều. Các thân hành ác, lời nói ác, ý nghĩ ác, vui thích ở trong các ác. Như người làm nghề đổ tẻ, giết dê, giết heo, những người không giữ luật nghi, đây gọi là hữu tình ác hạnh. Lại có hữu tình tuy chẳng phải quyết định có khổ và hành ác hạnh, nhưng ở nơi các dục đắm trước thọ dụng, thường vui thú trong chủng chủng các trò ca múa, phường trèo hài kịch, cười đùa, tự lấy đây làm trò tiêu khiển, đó là những kẻ thọ dục trần, đây gọi là hữu tình phóng dật. Lại có hữu tình tùy không quyết định có khổ, không hành ác, không phóng dật, mà nương kiến chấp tập hành chủng chủng khổ hạnh cầu giải thoát. Như dạng hữu tình xả các ham muốn, nhưng lại xuất ra ở trong pháp ác thuyết tỷ nại ra, đây gọi là hữu tình tà hạnh. Lại có hữu tình tuy không quyết định có khổ, nói rộng cho đến chẳng phải tù tà hạnh, nhưng có đầy đủ phược hay không đầy đủ phược, do sự tùy miên của các phiền não, như các dạng hữu học, dạng dị sanh, tránh tu hành hiền thiện, đây gọi là hữu tình phiền não tùy miên. Như vậy, gọi là năm chỗ nương ai mẫn của Bồ Tát, do chỗ nương đây, do sở duyên đây, ai mẫn chuyển, ngoài đây ra không có chỗ nương nào khác hoặc quá hoặc hơn. Chỗ nương ái ngữ của Bồ Tát cũng có 5 chủng. Những gì là 5? 1. Lời tránh luận, 2. Lời tránh vui mừng hoàn hỷ, 3. Lời tránh vấn an khích lệ, 4. Lời tránh ý tứ sâu xa, 5. Lời như lý. Trong phẩm nhiếp sự đã biện rộng, như vậy gọi là 5 chỗ nương ái ngữ của Bồ Tát, do chỗ nương đây, do sở duyên đây, ái ngữ chuyển, ngoài đây ra, không có hoặc quá hoặc hơn. Chỗ nương dũng mãnh của Bồ Tát cũng có 5 chủng, những gì là 5? Như phẩm Bồ Đề Phần đã thuyết, tức là 5 chỗ nương dũng mãnh của Bồ Tát, do chỗ nương đây, do sở duyên đây, dũng mãnh chuyển, ngoài đây ra không có hoặc quá hoặc hơn. Chỗ nương huệ thí rộng rãi của Bồ Tát cũng có 5 chủng, những gì là 5? 1. Huệ thí luôn luôn, 2. Huệ thí hoàn hỷ, 3. Huệ thí ân trọng, 4. Huệ thí không nhiễm, 5. Huệ thí không nương tựa. Năm chủng như vậy trong phẩm bố thí đã biện rộng, do chỗ nương đầy, do sở duyên đầy, huệ thí rộng rãi chuyển, ngoài đề ra không có, hoặc quá hoặc hơn. Chỗ nương năng hiểu nghĩa lý mật ý thẳm sâu của Bồ Tát cũng có 5 chủng. Những gì là 5? 1. Trong tố đát lãng mà Như Lai đã thuyết, hiện hiện tùy thuận tánh không thẳm sâu, tương ưng duyên khởi của tánh duyên thẳm sâu, đây gọi là chỗ nương thứ nhất. 2. Ở trong tỷ nại gia, thiện xảo hủy phạm giới, thiện xảo trở lại thành tịnh sáng sạch, đây gọi là chỗ nương thứ hai. 3. Ở trong mà đa lý ta thì thiết kiến lập pháp tướng không điền đảo, đây gọi là chỗ nương thứ ba.
4. Năng tránh kiền trở nghĩa tướng, ý thú khó hiểu của các pháp, đây gọi là chỗ nương thứ tư. 5. Ở nơi tất cả pháp, năng giải thích nghĩa từ phẩm loại sai khác, đây gọi là chỗ nương thứ năm. Do chỗ nương đây, do sở duyên đây, năng hiểu nghĩa lý, mật ý thẳm sâu của Bồ Tát triển chuyển, ngoài đề ra không có, hoặc quá hoặc hơn. C. Quả lợi ích. Quả lợi ích ái mẫn, hiện tại Bồ Tát ái mẫn đối với tất cả hữu tình, khéo đoạn chuyển các hiềm hận, oán hại, đối với tất cả việc lợi, vui, hữu tình đều năng tu làm, tâm không khiếp nhược. Ở nơi gia hạnh đây, an trụ nhiều ái mẫn, năng nhất hiện pháp lạc trú không tội, và nhiều ích hữu tình, Thế Tôn đã thuyết những lợi ích thủ thắng của việc tu tâm từ, đó là hiện thân tất cả độc dược, do vậy chẳng thể làm hại. Tất cả như vậy đều nên rõ biết, đây gọi là quả lợi ích ái mẫn của Bồ Tát. Quả lợi ích ái ngữ hiện pháp, Bồ Tát ái ngữ nên đoạn dứt bốn lỗi của lời, đó là lời vọng, lời ly gián, lời thô ác và lời thêu dệt. Do ái ngữ đầy năng tự nhiếp thọ cũng năng nhiếp thọ người, nên hành chuyển được an vui. Vị này, Bồ Tát do ái ngữ nên lời nói cung kính, thuần hậu, lời nói thầy đều được tin dùng. Đây gọi là quả lợi ích ái ngữ của Bồ Tát. Quả lợi ích dũng mãnh, hiện pháp Bồ Tát dũng mãnh năng xa lìa tất cả lười biếng, giải đãi, tổng thực hoàn hỷ, năng thọ tịnh giới luật nhì của Bồ Tát, đã thọ chọn không thối chuyển hủy phạm, năng tránh khảm nhẫn nhiếp thọ tự lợi lợi tha. Vị lai tất cả sự nghiệp của Bồ Tát do bẩm tánh kiên cố, nên phạm chỗ tu làm nếu chưa thành tựu, chọn không giải đãi thối lùi, đây gọi là quả lợi ích dũng mãnh của Bồ Tát. Quả lợi ích huệ thí rộng rãi và quả lợi ích năng hiểu nghĩa lý mật ý thẳm sâu của Bồ Tát, như trong phẩm uy lực, phần uy lực huệ thí và uy lực bát nhã, mỗi mỗi nền biết sai khác, đây gọi là hai chủng quả lợi ích của Bồ Tát. Đề thứ tự. Sao có thứ tự năm tướng quả lợi ích của Bồ Tát như vậy? Vì chư Bồ Tát trước đủ ải mẫn nhiếp thọ hữu tình, đối với kia luyện nhớ nghĩ muốn làm lợi ích. Kế đến, Bồ Tát tu ái ngữ vì muốn hữu tình kia ra khỏi bất thiện, an lập nơi thiện nên tuyên thuyết chánh lý nhiếp thọ dạy bảo. Kế đến, Bồ Tát tu dũng mãnh đều đang khám nhận tất cả dạng lại hữu tình, hoặc đã thú nhập, hoặc khởi tà hạnh, hoặc bị ràng buộc biến đổi bởi trùng trùng phiền não. Vì chẳng bao giờ xả bỏ các hữu tình, an trụ chánh hạnh hay tà hạnh vậy, Bồ Tát đã tu dũng mãnh như vậy, có lại hữu tình dùng tài bảo nhiếp thọ năng khiến thành thục, có lại hữu tình dùng pháp nhiếp thọ năng khiến thành thục, có lại hữu tình dùng cả hai chủng tài bảo và pháp nhiếp thọ năng khiến thành thục. Cho nên kế sau Bồ Tát tu tập huệ thí rộng rãi và năng hiểu nghĩa lý mật ý thẳm sâu, đây gọi là thứ tự trước sau năm tướng của Bồ Tát. E. Nhiếp lẫn nhau. Hỏi: trong năm tướng của Bồ Tát và sáu pháp ba la mật đa thì ba la mật đa nào nhiếp những tướng gì? Đáp: tịnh lự ba la mật đa nhiếp ái mẫn của Bồ Tát, trì giới bát nhã ba la mật đa nhiếp ái ngữ của Bồ Tát, tinh tấn an nhẫn ba la mật đa nhiếp dũng mãnh của Bồ Tát, bố thí ba la mật đa nhiếp huệ thí rộng rãi của Bồ Tát, tịnh lự bát nhã ba la mật đa nhiếp sở hữu năng giải nghĩa lý mật ý thẳm sâu của Bồ Tát. Năm tướng chân thật của Bồ Tát như vậy, mỗi mỗi tướng đều có năm truyền là tự tánh chỗ nương, quả lợi ích thứ tự nhiếp lẫn nhau đã rộng phân biệt nên như thật biết. Phần 2. Tùy pháp trí du giả xứ. Phẩm 2. Phần hai phần Bồ Tát tại gia và xuất gia khi tránh tu học có bao nhiêu chủng pháp năng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Ốt Đà Nam thuyết có hai phần Bồ Tát trước khéo tu sự nghiệp thiện xảo nhiêu ít người hồi hướng là rốt sau. Trừ Bồ Tát hoặc phần tại gia hoặc phần xuất gia, khi mỗi phần hành chuyển được có bốn pháp, nếu hai phần tại gia và xuất gia đầy tránh siêng tu học bốn pháp, sẽ nhanh chóng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Những gì là bốn? Một, khéo tu sự nghiệp; hai, phương tiện thiện xảo; ba, nhiêu ích người; bốn, hồi hướng không điên đảo. Một, khéo tu sự nghiệp của Bồ Tát. Trừ Bồ Tát ở nơi sáu ba la mật đa quyết định tu làm, thầy đều tu làm, thượng hạng tu làm, không tội tu làm. Sao gọi là quyết định tu làm bố thí ba la mật đa của Bồ Tát? Trừ Bồ Tát hiện có chủng chủng tài pháp dùng để bố thí, có người đến trước khất cầu, hoặc có ân không ân, hoặc có đức có lỗi, Bồ Tát lòng bình đẳng bố thí không thiên lệch, thầy đều nên thí cho. Hoặc người, hoặc phi nhân, hoặc sa môn, hoặc bà la môn, hoặc các loại khác của thế gian không như pháp, Bồ Tát đều năng thí cho, tâm thí không gì lay động được. Sao gọi là thầy đều tu làm bố thí ba la mật đa của Bồ Tát?
Trước Bồ Tát hiện có trụ trùng tài pháp dùng để bố thí, có người đến khất cầu tất cả thầy đều thí cho. Đối với các hữu tình không có vật nhỏ nào mà chẳng thể xả, nhẫn đến thần mạng, còn năng huệ thí hà hướng vật bên ngoài. Sao gọi là thường hàng tu làm bố thí ba la mật đa của Bồ Tát? Chư Bồ Tát ở nơi tu huệ thí thường hàng không gián đoạn, không nhàm mỏi, ở tất cả thời với sở hữu đường có, tùy huệ thí không lòng lẫn tiếc. Sao gọi là không tội tu làm bố thí ba la mật đa của Bồ Tát? Chư Bồ Tát tỉa thí tạp nhiễm như đã nói trong phẩm bố thí ở trước, tu hành bố thí không tạp nhiễm còn lại. Bồ Tát như vậy năng khéo tu làm bố thí ba la mật đa, như năng khéo tu làm bố thí ba la mật đa thì năng khéo tu làm năm ba la mật đa kia phải biết cũng vậy. Đây gọi là do bốn hành tướng của Bồ Tát ở nơi ba la mật đa quyết định tu làm, thầy đều tu làm, thường hằng tu làm, không tội tu làm. Hai phương tiện thiện xảo của Bồ Tát được có 10 chủng, những gì làm người? Một, đối với hữu tình trái ghét thánh giáo, phương tiện thiện xảo khiến trừ khỏe não. Hai, đối với hữu tình trái ghét bậc trung, phương tiện thiện xảo khiến thú nhập. Ba, đối với hữu tình đã thú nhập, phương tiện thiện xảo khiến thành thục. Bốn, đối với hữu tình đã thành thục, phương tiện thiện xảo khiến giải thoát. Năm, phương tiện thiện xảo ở nơi tất cả các luận khác của thế gian. Sáu, phương tiện thiện xảo ở nơi luật nghi giới thanh tịnh, năng trần chánh quán sát các Bồ Tát thọ trì hủy phạm. Bảy, phương tiện thiện xảo ở nơi các chánh nguyện. Tám, phương tiện thiện xảo ở nơi thanh văn thừa. Chín, phương tiện thiện xảo ở nơi độc giác thừa. Mười, phương tiện thiện xảo ở nơi đại thừa. Tất cả phương tiện thiện xảo như vậy đã rõ phân biệt trong phẩm Bồ Đề Phần. Bồ Tát điện để chỗ thích hợp đều nên rõ biết. Bồ Tát sở hữu 10 chủng phương tiện thiện xảo như vậy, năng làm 5 việc. Một do 4 chủng phương tiện thiện xảo đầu tiên, khiến các Bồ Tát năng tránh an lập giáo hóa hữu tình, nơi nghĩa tự lợi. Hai do phương tiện thiện xảo ở nơi các luận khác của thế gian, khiến chư Bồ Tát khéo hay hàng phục tất cả luận khác. Ba, do phương tiện thiện xảo ở nơi luật nghi giới thanh tịnh, năng tránh quán sát các Bồ Tát thọ trì hủy phạm, khiến chư Bồ Tát không phạm các lỗi, nếu đã phạm để nhanh chóng như pháp hối trừ. Năng khéo tu tập thọ trì luật nghi giới thanh tịnh của Bồ Tát, khiến thiện thanh tịnh. Bốn, do phương tiện thiện xảo ở nơi chánh nguyện, khiến các Bồ Tát năng chứng viên mãn tất cả việc làm đúng nghĩa, được ưa thích ở đời tương lai. Năm, do phương tiện thiện xảo ở nơi ba thừa, khiến chư Bồ Tát thuận theo chủng tánh căn hiểu biết của hữu tình mà thuyết pháp tương ưng, thuyết thuận chánh lý. Đây gọi là 10 chủng phương tiện thiện xảo năng khiến chư Bồ Tát làm 5 việc. Do 5 việc đây, tất cả việc làm có nghĩa của Bồ Tát ở hiện tại vị lai đều thành tựu rốt ráo. 3. Nhiều ít người của Bồ Tát. Chư Bồ Tát đương bố nhiếp sự là bố thí ái cứ lợi hành đồng sự, năng khiến một phần hữu tình lợi ích, năng khiến một phần hữu tình an lạc, năng khiến một phần giáo hóa hữu tình được lợi ích an lạc. Để nói lược, nhiều ít người của Bồ Tát nếu nói rộng thì như trong phẩm tự lợi lợi tha. Bốn, hồi hướng không điên đảo của Bồ Tát. Sở hữu thiện căn của Bồ Tát do khéo tu tập ba môn, khéo tu sự nghiệp, phương tiện thiện xảo và nhiều ít người. Tất cả căn này tích tập được ở quá khứ vị lai hiện tại, dùng thuần một vị là tín tâm diệu tịnh mà hồi hướng cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chọn chẳng đem thiện căn đã tích tập đầy mong cầu quả dị thụ khác ở thế gian mà không cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Được Thầy Tôn vì chư Bồ Tát hoặc tại gia hoặc xuất gia mà tuyên thuyết các pháp phải học, nên biết tất cả nhất vào bốn việc khéo tu sự nghiệp, phương tiện thiện xảo, nhiều ít người và hồi hướng không điên đảo. Do đây khiến chúng chư Bồ Tát tiếp cận, tiến cận sát vô thượng Bồ Đề khó đắc khó chứng, nên biết sở hữu Bồ Tát quá khứ vị lai hiện tại hoặc phần tại gia hoặc phần xuất gia tinh cần tu học đã chứng sẽ chứng hiện chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Tất cả đều do bốn pháp như vậy, ngoài đây ra chọn không có hoặc hơn hoặc thêm. Lại chư Bồ Tát hoặc tại gia hoặc xuất gia tuy đồng chánh riêng tu học bốn pháp như vậy, nhưng khác nhau rất xa. Bồ Tát xuất gia so với Bồ Tát tại gia khác biệt rất lớn, vượt hơn rất lớn. Vì cớ sao? Nên biết tất cả Bồ Tát xuất gia ở nơi lỗi lầm họa hoạn của việc nhiếp thọ cha mẹ vợ con thân thuộc đều được giải thoát. Bồ Tát tại gia không như vậy. Lại tất cả Bồ Tát xuất gia đối với việc nhiếp thọ hết thảy cha mẹ thân thuộc, đối với sự nghiệp chức tước kinh doanh trùng trùng yêu khổ khó khăn do công việc bức bách, thầy đều được giải thoát. Bồ Tát tại gia không như vậy. Lại tất cả Bồ Tát xuất gia chỉ chuyên một hướng tu hành phạm hạnh, Bồ Tát tại gia không như vậy. Lại tất cả Bồ Tát xuất gia chóng chứng thông tuệ tất cả pháp Bồ Đề Phần,
Để theo sự tu tập các thiện pháp đều nhanh chóng đến rốt ráo, Bồ Tát tại gia khổng như vậy. Lại tất cả Bồ Tát xuất gia an trụ chắc chắn đoạt nghi thành tịnh, phàm có mở lời chúng đều tín thọ phụng hành. Bồ Tát tại gia khổng như vậy, hết thảy vô lượng thiện pháp như vậy, nên biết tất cả Bồ Tát xuất gia so với Bồ Tát tại gia khác biệt rất lớn, vượt hơn rất lớn. Phần 2. Tùy pháp trì du giả xứ. Phần 3. Ý lạc tăng thượng. Sao gọi là ý lạc tăng thượng của Bồ Tát? Út Đà Nam thuyết, bậc trí đối hữu tình, có 7 tướng lần mẫn, 15 tháng ý lạc, nên biết làm 10 sự. Chư Bồ Tát đối với các hữu tình, thầm tầm phát khởi 7 tướng lần mẫn. Vì Bồ Tát dùng đầy đủ lần mẫn nên gọi là ý lạc thiện, ý lạc cực thiện. Những gì gọi là 7 tướng lân mẫn? 1. Lân mẫn vô ý. 2. Lân mẫn như lý. 3. Lân mẫn không nhàm mỏi. 4. Lân mẫn không cầu. 5. Lân mẫn không nhiễm. 6. Lân mẫn rộng lớn. 7. Lân mẫn bình đẳng. Chư Bồ Tát đối với các hữu tình chẳng hề khiếp sợ mà khởi tâm lân mẫn. Thần ngữ ý nghiệp hiện tiền tùy thuận. Tâm với thích làm lợi ích an lạc. Đây gọi là lân mẫn vô ý của Bồ Tát. Chư Bồ Tát đối với các hữu tình không phải không như lý mà hành chuyển lần mẫn, tức là chọn không dùng phi pháp, phi luật, phi xứ và phi hành hiền thiện để khích lệ dạy trao hữu tình. Đây gọi là lần mẫn như lý của Bồ Tát. Chư Bồ Tát đối với các hữu tình đã lần mẫn như vậy, sau tùy nghi phát khởi tất cả sự nghiệp như ích không hề nhằm mỏi. Đây gọi là lần mẫn không nhằm mỏi của Bồ Tát. Chư Bồ Tát đối với các hữu tình không đợi thỉnh cầu mà tự phát khởi lân mẫn làm nhiều ích. Đây gọi là lân mẫn không cầu của Bồ Tát. Chư Bồ Tát đối với các hữu tình, tâm không ái nhiễm mà khởi lân mẫn. Tức là nhiều ít người không mong cầu báo ân, cũng không hy vọng thành tựu các quả dị thục khả ái ở đời tương lai. Đây gọi là lân mẫn không nhiễm của Bồ Tát, cũng gọi là lân mẫn không duyên của Bồ Tát. Chư Bồ Tát đối với các hữu tình phát khởi tâm lân mẫn rộng lớn, chẳng nhỏ hẹp. Rộng lớn tức là đối với các hữu tình gây tạo việc không nhiều ít, Bồ Tát không xả bỏ họ. Tự thân Bồ Tát thà chịu sự xấu ác, chọn chẳng đem ác ra thêm đối với kia. Đây gọi là lân mẫn rộng lớn của Bồ Tát. Trừ Bồ Tát lân mẫn, tương ưng tướng trạng như vậy, công đức như vậy, nên đối với tất cả là hữu tình đều bình đẳng. Đối với cõi giới hữu tình, không lòng phân chia thứ hạ, đây gọi là lân mẫn bình đẳng của Bồ Tát. Bồ Tát lần mẫn tương ứng bảy trùng hành tướng, đây gọi là ý lạc thiện, ý lạc cực thiện. Nên biết trong đầy tịnh tín làm tiền dẫn, chọn lựa pháp làm tiền dẫn. Ở nơi pháp của chư Phật, có được thắng giải, tìm hiểu quyết định rõ ràng, đây gọi là ý lạc tăng thượng của Bồ Tát. Như vậy nên biết ý lạc tăng thượng của Bồ Tát có 15 chủng. Những gì là 15? 1. Ý lạc tối thượng. 2. Ý lạc ngăn dứt. 3. Ý lạc ba la mật đà. 4. Ý lạc chân thật nghĩa. 5. Ý lạc uy lực. 6. Ý lạc lợi ích. 7. Ý lạc an lạc. 8. Ý lạc giải thoát. 9. Ý lạc kiên cố. 10. Ý lạc không hư vọng. 11. Ý lạc không thanh tịnh. 12. Ý lạc thanh tịnh. 13. Ý lạc thiện thanh tịnh. 14. Ý lạc cần phải điều phục. 15. Ý lạc câu sanh. Chư Bồ Tát đối với Phật Pháp Tăng chân thật tối thượng, khởi ý lạc thủ thắng, đây gọi là ý lạc tối thượng của Bồ Tát. Lại chư Bồ Tát đối với thọ trì tịnh giới luật nghi, khởi ý lạc thủ thắng, đây gọi là ý lạc năng dừng của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát đối với sự tu chứng bố thí an nhẫn tinh tấn tịnh lực bát nhã, khởi ý lạc thủ thắng, đây gọi là ý lạc ba la mật đà của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát đối với pháp vô ngã, Bồ Đạo giả là vô ngã, các pháp trần như thắng nghĩa thẳm sâu, khởi ý lạc thủ thắng, đây gọi là ý lạc chân thật nghĩa của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát đối với uy lực thần thông không thể nghĩ bàn của chư Phật Bồ Tát, uy lực cầu sanh khởi ý lạc thủ thắng, đây gọi là ý lạc uy lực của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát đối với hữu tình khởi ý lạc thủ thắng, muốn dùng thiện pháp để dạy trao, đây gọi là ý lạc lợi ích của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát đối với hữu tình khởi ý lạc thủ thắng, muốn đeo nhiều ích mà trao cho, đây gọi là ý lạc an lạc của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát đối với các hữu tình như vậy, tâm không ái nhiễm, tâm không bị hệ buộc vào quả khả ái dị thục ở đời vị lai, đây gọi là ý lạc giải thoát của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tâm chuyên chú không mảy may biến chuyển, đây gọi là ý lạc kiên cố của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát đối với các hữu tình phương tiện nhiều ích, đối với đại Bồ Đề phương tiện hướng đến chứng đắc thắng giải đồng hành với trí không điên đảo, đây gọi là ý lạc không hư vọng của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát sở hữu tất cả ý lạc tăng thượng của thắng giải hành địa,
Đây gọi là ý lạc không thành tịnh của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát sở hữu tất cả tam thượng ý lạc, từ ý lạc tịnh thắng địa cho đến quyết định hành địa. Đây gọi là ý lạc thành tịnh của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát sở hữu tất cả ý lạc tầm thượng của cứu cánh địa, đây gọi là ý lạc thiện thanh tịnh của Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát sở hữu ý lạc không thành tịnh, do ý lạc đây cần phải tư duy chọn lựa nên gọi là ý lạc cần phải điều phục. Lại trừ Bồ Tát sở hữu ý lạc thành tịnh, ý lạc thiện thanh tịnh, do ý lạc đây tánh thành tựu khéo an lập nơi sở y nên gọi là ý lạc cầu sanh. Trên đây là 15 ý lạc tầng thượng diệu khéo của Bồ Tát thuận theo tất cả địa. Tóm lại, Bồ Tát nương ý lạc tăng thượng trên năng làm 10 sự. Những gì là 10? Một, ý lạc tối thượng của chư Bồ Tát năng đối với Tam Bảo dùng tất cả chủng tối thắng để cúng dường khắp tất cả, lấy tư lương Bồ Đề là bậc nhất. Hai, ý lạc ngăn dần của chư Bồ Tát năng ở nơi việc thọ trì định giới luật nghi, hiểu được nhân duyên khó có được thần mạng, nên chẳng cố nghĩ phạm. Giả sử có phạm liền nhanh chóng hối trừ. Ba, ý lạc ba la mật đa của chư Bồ Tát nằm ở nơi thiện pháp thường sinh tu tập, trụ không phóng dật, thường trụ tối thắng là không phóng dật. 4. Ý lạc chân thật nghĩa của chư Bồ Tát nằm về hữu tình mà đem tâm vô nhiễm lưu truyền trong sanh tử, ý lạc tăng thượng không xa niết bàn. 5. Ý lạc uy lực của chư Bồ Tát nằm ở nơi thánh giáo lãnh thọ hiểu biết thuần vị pháp thanh tịnh thượng diệu, lại nâng đối với việc tu tập khởi tưởng kiên cố, trụ nhiều hơn lạc, không chỉ ở nơi văn tư mà sanh vui đủ. 6. Ý lạc lợi ích, ý lạc an lạc, ý lạc giải thoát của chư Bồ Tát năng tạo tác các sự nghiệp chỉ vì nhiều ích hữu tình, thường tinh cần tu tập không nhàm mỏi. 7. Ý lạc kiên cố của chư Bồ Tát năng ở nơi trùng trùng tinh tấn mạnh mẽ, tinh tấn rộng lớn, phát khởi an trụ gia hạnh, không trì trệ, không gián đoạn. 8. Ý lạc không hư vọng của chư Bồ Tát năng ở nơi sở hành thiện pháp, mau chứng thông tuệ, chẳng ở nơi chút phần chứng hạ biệt sai khác mà sanh vui đủ. 9. Ý lạc cần phải điều phục của chư Bồ Tát năng dẫn phát ý lạc cầu sanh. 10. Ý lạc cầu sanh của chư Bồ Tát năng khiến nhanh chóng thú hướng chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, năng cùng trời người làm các việc có nghĩa lợi, đem lại lợi ích an lạc. Ý lạc cần điều phục tức là ý lạc không thành tịnh, ý lạc cầu sanh tức là ý lạc thành tịnh và ý lạc thiện thành tịnh, cho nên không nói riêng. Đức Thế Tôn vì chư Bồ Tát ở nơi vô lượng chủng kia tuyên thuyết thí thiết khai thị ý lạc tăng thượng nên biết tất cả chỉ nhiếp trong 15 ý lạc như trên. Chúng chư Bồ Tát quá khứ vị lai hiện tại diệu khéo ý lạc đã chứng sẽ chứng hiện chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tất cả đều do 15 ý lạc đã thuyết như vậy. Ngoài đây ra chọn không có hoặc thêm hoặc hơn. 15 ý lạc của Bồ Tát như vậy năng thành tựu quả lợi đại Bồ Đề, cho nên Bồ Tát được ý lạc đây mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phần 2. Tùy pháp trí du già xứ phẩm 4 trụ 1. Như vậy từ chủng tánh đầy đủ đầu tiên rộng ra cho đến sở học của chư Bồ Tát như đã nói, phải tránh siêu tu học. Ở nơi ca tướng của Bồ Tát như đã nói, phải chân tránh hiện hiện hết thảy. Và trong phần gia hạnh của Bồ Tát, phải tránh siêu tu học. Ở nơi ý lạc của Bồ Tát như đã nói, năng tịnh tu sửa trị. Chúng chư Bồ Tát lược có 12 chủng trụ, do 12 chủng trụ đầy rộng nhất tất cả các trụ Bồ Tát, rộng nhất tất cả các hạnh Bồ Tát, lại có trụ Như Lai thứ 13, do trụ đầy nên hiện tiền đẳng giác Bồ Đề rộng lớn gọi là trụ vô thượng. Những gì là 12 trụ của Bồ Tát? Ốt Đà Nam thuyết, chủng tánh, thắng giải hành, cực hỷ, tăng thượng giới, tăng thượng tâm ba tuệ, vô tướng có dụng công, vô tướng không dụng công, cùng với vô ngại giải, trụ Bồ Tát tối thượng, trụ Như Lai tối cực. 12 chủng trụ của Bồ Tát, trụ chủng tánh, trụ thắng giải hành, trụ cực hoan hỷ, trụ tăng thượng giới, trụ tăng thượng tâm, trụ tăng thượng tuệ. Trụ tăng thượng tuệ đây lại có 3 chủng. 1. Trụ tăng thượng tuệ tương ứng phần giác. 2. Trụ tăng thượng tuệ tương ứng các đế. 3. Trụ tăng thượng tuệ tương ứng duyên khỏi dừng nghỉ. Lưu chuyển đó là chư Bồ Tát như thật, rõ biết năng quán chân thật, sở quán chân thật, cùng với chân thật của các loại hữu tình. Chỉ do vô trí nên có tiêu chuyển các khổ, do có trí nên dừng dứt các khổ. Như vậy Bồ Tát dùng tuệ quan sát ở nơi ba môn đây, nên trụ ba chủng tăng thượng tuệ, trụ đạo vô tướng hành chuyển có gia hạnh, có dụng công, không gián đoạn quyết hở. Trụ đạo vô tướng hành chuyển không gia hạnh, không dụng công, không gián đoạn quyết hở. Trụ vô ngại giải, trụ Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng.
Đây gọi là 12 chủng trụ của Bồ Tát. 12 chủng trụ của Bồ Tát như vậy, rộng nhất tất cả các trụ Bồ Tát, rộng nhất tất cả các hạnh Bồ Tát. Trụ Như Lai, đó là vượt qua các trụ Bồ Tát, trụ hiện tiền đẳng giác Đại Bồ Đề. Trong đây, trụ Như Lai cuối cùng sẽ diễn thuyết đầy đủ trong phẩm cứu cánh du giả xứ. Này ta sẽ thuyết sở hữu 12 chủng trụ của Bồ Tát như những gì đã hàn lập ở trên. Một, sao gọi là trụ trùng tánh của Bồ Tát? Sao gọi là Bồ Tát an trụ nơi trụ trùng tánh? Trụ Bồ Tát an trụ nơi trụ trùng tánh, tánh tự hiển nhân, tánh tự thành tựu công đức của Bồ Tát, tùy nghi làm nhiều thiện pháp. Vì tánh nhân hiền nên phương tiện tự đoạn trừ pháp ác, hành truyền theo pháp thiện, chẳng do tư trạch, tự biết giữ gìn, tự biết phòng hộ. Trừ Bồ Tát an trụ nơi trụ trùng tánh, nhậm trì tất cả trùng tử Phật pháp, ở trong tự thể và trong sở y đã có đầy đủ tất cả trùng tử, tất cả Phật pháp. Lại trừ Bồ Tát an trụ nơi trụ trùng tánh, ra liệt cấu thô, chẳng còn hiện khởi phiền não triền bậc thượng, vì trên đây là nguyên nhân tạo nghiệp vô gián, năng đoạn dứt thiện căn. Như phẩm trùng tánh đã thuyết trùng trùng tướng trụ trùng tánh, ở trong trụ trùng tánh của Bồ Tát đây cần phải nói rộng, cần như thật biết, đây gọi là trụ trùng tánh của Bồ Tát. Hai, sao gọi là trụ thắng giải hành của Bồ Tát? Trừ Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến trừ đắc ý lạc thành tịnh, chỗ có tất cả các hạnh Bồ Tát nên biết đều gọi là trụ thắng giải hành, là trong trụ trùng tánh của Bồ Tát. Đối với 11 trụ còn lại của trụ Bồ Tát và đối với trụ Như Lai chỉ có nhân truyền nhiếp thọ nhân kia. Đối với sở hữu các trụ Bồ Tát còn lại còn chưa phát khởi hướng đến, chưa đắc chưa tịnh hòa hướng trụ Như Lai, nếu trừ Bồ Tát trụ thắng giải hành, đối với khắp tất cả trụ Bồ Tát còn lại và trụ Như Lai đều gọi là phát khởi hướng đến chưa đắc chưa tịnh. Tức lúc trụ thắng giải hành như vậy cũng gọi là phát khởi hướng đến, cũng gọi là đắc, vì khiến ở trụ đây được thành tịnh nên tu chánh hạnh. Trụ thắng giải hành tức đã thành tịnh, trước phát khởi hướng đến trụ cực hoàn hỷ, nay gọi là đắc, vì khiến ở trụ đây được thanh tịnh nên tu chánh hạnh. Trụ cực hoàn hỷ tức đã thành tịnh, trước phát khởi hướng đến trụ tăng thượng giới, này gọi là đắc, vì muốn ở trụ đây được thành tịnh nên tu chánh hạnh. Chuyển chuyển nói rộng như vậy cho đến trụ Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng, từ trước đã phát khởi hướng đến trụ Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng, này đây đã thành tịnh, từ đây không gián đoạn cho đến trụ Như Lai nên biết này đã đốn đắc đốn tịnh. Cho nên trụ Như Lai đây có giải khác như vậy so với trụ Bồ Tát. Ba, sao gọi là trụ cực hoan hỷ của Bồ Tát? Đó là trụ ý là thành tịnh thù thắng của Bồ Tát. 4. Sao gọi là trụ tăng thượng giới của Bồ Tát? Trụ Bồ Tát ở trụ đây do ý là thành tịnh thù thắng làm duyên, đắc tánh giới tương ưng. 5. Sao gọi là trụ tăng thượng tâm của Bồ Tát? Trụ Bồ Tát ở trụ đây do tăng thượng giới thanh tịnh làm duyên, đắc tịnh lợi đẳng trì, đẳng trí thế gian. 6. Sao gọi là trụ tăng thượng tuệ tương ưng phần giác của Bồ Tát? Trụ Bồ Tát ở trụ đây dụng đẳng trì do đường trí thanh tịnh thế gian làm chỗ nương, vì ra các đế nên ở nơi niệm trụ 37 pháp bồ đề phần khéo léo điều luyện chọn lựa. 7. Sao gọi là trụ tăng thượng tuệ tương ưng các đế của Bồ Tát? Trụ Bồ Tát ở trụ đây dụng phần giác điều luyện chọn lựa làm chỗ nương ở trong các đế như thật giác. 8. Sao gọi là trụ tăng thượng tuệ tương ưng duyên khởi dừng nghỉ lưu truyền của Bồ Tát? Trừ Bồ Tát ở trụ đây vì ở các đế năng giác lực tăng thượng điều luyện chọn lựa hiển thị do vô trí nên khổ, cùng nguyên nhân khởi điều luyện chọn lựa hiển thị do có trí nên khổ, cùng nguyên nhân diệt. 9. Sao gọi là trụ vô tướng có gia hạnh có dụng công của Bồ Tát? Trừ Bồ Tát ở trụ đây do an trụ ba chủng tăng thượng tuệ có gia hạnh có dụng công không khuyết hở không gián đoạn, lực tăng thượng ở nơi tất cả pháp tu đồng hành tuệ chân như vô phân biệt. 10. Sao gọi là trụ vô tướng không gia hạnh không dụng công của Bồ Tát? Trừ Bồ Tát ở trụ đây do ở trụ vô tướng kia đã tu tập nhiều, nhậm vận tự nhiên không khuyết hở không gián đoạn, đạo truyền vận tùy hành. 11. Sao gọi là trụ vô ngại giải của Bồ Tát? Trừ Bồ Tát ở trụ đây dùng tuệ thiện thanh tịnh vô động đẳng trì làm chỗ nương, đặc tuệ rộng lớn vì người thuyết pháp, vô thượng làm chỗ nương, năng khéo phân tích đối với dị môn nghĩa thú từ ngữ giải thích sai biệt. 12. Sao gọi là trụ Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng của Bồ Tát? Trừ Bồ Tát đây, trừ Bồ Tát ở trụ đây, đối với đạo Bồ Tát đã đạt đến rốt ráo, đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã được đại pháp giới đảnh,
hoặc hệ thuộc một đời sanh hoặc thọ thân tối hậu. Từ đây an trụ không gián đoạn, từ lúc bấy giờ chứng giác vô thượng chánh đẳng bồ đề, đang làm tất cả việc Phật làm. Lại trừ Bồ Tát trụ thắng giải hành, đối với hy việc tu làm của Bồ Tát, việc làm còn nhỏ hẹp, việc làm còn khiếm khuyết, việc làm chưa quyết chắc, chỗ đắc còn bị thối chuyển. Trừ Bồ Tát trụ cực hoàn hỷ, đối với việc tu làm của Bồ Tát, việc làm rộng lớn, việc làm không khiếm khuyết, việc làm đã quyết chắc, để chỗ thành tựu không thối chuyển, như trụ cực hoàn hỷ, cho đến trụ ba chủng tăng thượng tuệ phải biết cũng vậy. Trừ Bồ Tát từ trụ vô tướng đầu tiên cho đến trụ Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng, đối với việc tu làm của Bồ Tát, việc làm vô lượng, việc làm không khiếm khuyết, việc làm đã quyết chắc, để chỗ thành tựu trọn không thối chuyển. Lại trụ thắng giải hành của trừ Bồ Tát đối với tu vô tướng của Bồ Tát, nên biết gọi là phát khởi hướng đến, trụ cực hoàn hỷ, trụ tăng thượng giới, trụ tăng thượng tâm, trụ tăng thượng tuệ, đối với tu vô tướng của Bồ Tát, nên biết gọi là đã đắc thành tựu. Trụ vô tướng đầu tiên đối với tu vô tướng của Bồ Tát nên biết gọi là chứng trọn vẹn. Trụ vô tướng thứ hai đối với tu vô tướng của Bồ Tát nên biết gọi là thành tịnh. Trụ vô ngại giải, trụ Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng đối với quả tu vô tướng của Bồ Tát nên biết gọi là lãnh thọ. Hỏi: khi Bồ Tát đang trụ ở trụ thắng giải hành chuyển có hành gì, trạng gì, tướng gì? Đáp: khi Bồ Tát đang trụ nơi trụ thắng giải hành chuyển thì lực từ trạch thù thắng ở nơi gia hạnh việc làm của chư Bồ Tát, dùng tuệ phân biệt luôn luôn từ trạch mới năng tu làm, tánh chưa thể khảm nghiệm hoàn thành trọn vẹn các việc làm, chưa đắc kiên cố tương tục, chưa thể không thối chuyển trong việc tu tập Bồ Tát thù thắng, cũng vậy chưa thể đắc quả tu thù thắng, trùng trùng thắng giải vô ngại thần thông, giải thoát đẳng chỉ đẳng trí, chưa thể vượt qua năm trùng sợ hãi, sợ không sống còn, sợ tiếng ác, sợ chết, sợ đường ác, sợ kiếp nhược trước đại chúng. Những việc lợi ích thù thắng nhiều ích hữu tình phải tư duy sách tấn mới năng tu làm, tánh chưa thể nhớ nghĩ ai mẫn quý trọng hữu tình, hoặc có lúc thần ngư ý phát khởi tà hạnh đối với hữu tình, hoặc có lúc phát khởi tham đắm nơi các cảnh giới, hoặc có lúc hiện hành kéo lẫn các vật dụng người thân, tiến hành theo chư Phật Bồ Tát người khác, bên trong chưa tự rõ biết chân thật, tức là đối với hoặc Như Lai hoặc Pháp hoặc Tăng hoặc chân thật nghĩa, hoặc các việc của hữu tình, hoặc uy lực thần thông của Phật Bồ Tát, hoặc nhân hoặc quả, hoặc nghĩa nên đắc, hoặc phương tiện đắc, hoặc ở nơi các sở hành đều nhân người khác mà tín. Thành tựu trí do nghe do nghĩ nhỏ hẹp chẳng phải vô lượng. Lại có lúc ở trong việc đầy bị lạc chánh niệm, có lúc quên mất pháp. Thành tựu thông hành khổ chậm chạp của Bồ Tát đối với đại Bồ Đề, không vui muốn sâu xa, không tinh tấn mạnh mẽ, không tịnh tín bền vững thẳng sâu. Ở ba chỗ sau đang bị lạc chánh niệm. Một, đối với cảnh giới sắc thành hương vị xúc pháp vừa ý chẳng vừa ý, có lúc tâm điên đảo lạc mất chánh niệm. Hai, đối với việc thọ sanh trong trùng trùng thân, đã thọ sanh rồi quên mất sanh đời trước. Ba, đối với các pháp đã thọ đã trì tác thuyết đã lâu, có lúc bị quên mất. Chính ở trong ba chỗ lạc mất chánh niệm ấy, và có lúc đã từng đầy đủ thông tuệ năng thọ năng trì các pháp, khảm năng ngộ nhập nghĩa lý, hoặc có lúc không như vậy, hoặc có lúc nhớ nghĩ đầy đủ, hoặc có lúc quên mất không nhớ. Đối với các hữu tình chưa năng rõ biết như thật phương tiện thiện xảo điều phục, tự mình đối với Phật pháp cũng chưa rõ biết như thật dẫn phát phương tiện thiện xảo, vì người thuyết pháp dạy trào dạy dằn truyền truyền khích lệ dẫn dắt, mà đối với việc khích lệ dẫn dắt chưa như thật biết, hoặc có lúc hư vọng xả bỏ, hoặc có lúc chẳng vậy, như tia sáng lé lên trong bóng đêm, hoặc chúng không chúng tùy muốn mà thành. Hoặc có lúc đối với đại Bồ Đề tuy đã phát tâm mà lại thối xả, và có lúc xả bỏ tịnh giới luật nghi Bồ Tát trước đã thọ học chẳng thể thọ học trở lại, và có lúc tuy siêng tu tập việc lợi ích hữu tình nhưng ở khoảng trung gian sanh nhảm mỏi nên trở lại xả bỏ, ý vui muốn khiến mình được an vui. Đối với việc khiến người vui phải do suy nghĩ chọn lựa mới có thể làm. Đối với chỗ phạm của chư Bồ Tát, phần nhiều biết khắp, chẳng phải luôn biết khắp để đoạn hẳn không sót. Vì Bồ Tát luôn hiện hành hủy phạm, nên có lúc ở nơi pháp tỷ lại gia của tạng Bồ Tát bị cái khác dẫn đoạt, hoặc có lúc nghe thuyết giáo pháp rộng lớn thẳm sâu, tâm sanh kinh sợ dao động, do dự nghi hoặc. Đối với các hữu tình xa lìa tất cả sự hiện hạnh đại bi, đối với các hữu tình hiện tiền chỉ làm lợi ích an lạc chút ít, chưa thể rộng lớn, chưa thể vô lượng. Như trên đã nói ở nơi tất cả học xứ Bồ Tát cần viên mãn,
Thì đây chưa thể học khắp và nơi tất cả các tướng của Bồ Tát cần viên mãn, thì đây đều chưa thành tựu và trong chánh giác hạnh của phần Bồ Tát, chưa thể tu học khắp, chưa hiện hiện hết thảy, và nơi ý lạc của Bồ Tát vẫn còn chưa thành tịnh. Đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề tụi mình còn xa, đối với Niết Bàn chưa tăng thượng ý lạc vì chưa an lập sâu xa. Như ở trong sanh tử, trường thọ lưu truyền, thì ở nơi pháp Bồ Đề phần vô động diệu thiện hương thạnh, chưa thể thành tựu. Hết thảy dạng như vậy gọi là các hành trạng tướng của Bồ Tát an trụ nơi trụ thắng giải hành truyền. Chư Bồ Tát ở trụ đây, lục nhẫn bậc hạ chuyển, các hành trạng tướng nói trên tương ứng phẩm thượng, lục nhẫn bậc trung chuyển, thì các hành trạng tướng trên tương ứng phẩm trung, lục nhẫn bậc thượng chuyển, thì các hành trạng tướng trên tương ứng phẩm hạ tánh mỏng nhẹ, lục nhẫn bậc thượng chuyển, các hành trạng tướng trên năng đoạn dần dần cho đến vĩnh viễn không sót thừa, từ đây không gián đoạn để biết Bồ Tát nhập trụ cực hỷ. Do trong trụ cực hỷ đắc phương tiện của trụ thắng giải hành, chỗ nói các pháp đều vô sở hữu, tất cả các pháp phẩm bạch đều hiển hiện trái với hành trạng tướng trên, do chư Bồ Tát thành tựu đây nên được chuyển danh là ý lạc tịnh thắng. Lực chư Bồ Tát an trụ nơi trụ thắng giải hành chuyển, tuy có chút phần thắng giải thành tịnh chuyển chuyển ở bậc nguyễn trung thượng, nhưng chưa được gọi là ý lạc tịnh thắng. Vì cớ sao? Vì khi thắng giải đầy chuyển vẫn còn nhiều chủng phiền não nhiễm ổ hiện hành. Lực Bồ Tát an trụ nơi trụ cực hoàn hỷ, tất cả thắng giải các tùy phiền não thầy đều đoạn trừ vĩnh viễn, ra bìa các tùy phiền não thắng giải thanh tịnh chuyển chuyển. Hỏi: Lục Bồ Tát an trụ nơi trụ cực hoan hỷ chuyển nên biết có hành gì, trạng gì, tướng gì? Đáp: Nếu chư Bồ Tát từ trụ thắng giải hành nhập trụ cực hoan hỷ, chư kia đối với hoàng nguyện vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Bồ Tát, chưa khéo thông đạt tự tánh Bồ Đề, chưa khéo thông đạt phương tiện Bồ Đề, phần nhiều thuận theo duyên khác mà chuyển, không khéo quyết định, thì nay vì đoạn trừ xả bỏ quá thất kia, nên phát khởi sáu tướng mới khéo quyết định, bên trong chứng đắc đồ tánh đại nguyện của Bồ Tát. Một, trải qua tất cả nguyện sáng sạch khác. Hai, không gì sánh, không cùng chung. Ba, quả là thế gian. Bốn, vừa qua tất cả cảnh giới thế gian. Năm, vì tùy cứu khổ tất cả hữu tình nên không cùng chung với tất cả thành phần độc giác. Sáu, dẫu một sát na sanh khởi nguyện đầy pháp tánh tự vậy, năng đắc vô lượng quả pháp bạch tịnh khả ái của Bồ Tát. Lại đại nguyện đầy không biến đổi, không cùng tận, tự tánh đã đắc không thể bị nhân duyên khác làm cho thối chuyển biến đổi được. Lại phần thổ thắng của nguyện đầy thuộc biên tế sau của đại Bồ Đề, nguyện khéo quyết định của Bồ Tát đầy cũng gọi là phát tâm. Lại phát tâm như vậy được có bốn tướng cần phải rõ biết. Những gì là bốn? Một, phát tâm của Bồ Tát có tướng gì? Hai, sở duyên suy ngẫm gì mà phát tâm? Ba, tự tánh gì, tướng gì, trạng gì mà phát tâm? Bốn, lợi ích thổ thắng gì mà phát tâm? Do bốn tướng đầy nên rõ biết phát tâm của Bồ Tát, đó là trừ Bồ Tát A trụ nơi trụ thắng giải hành đã khéo tích tập tất cả thiện căn, đã tránh diêu xuất nơi hạnh Bồ Tát. Đây được nói tướng phát tâm của Bồ Tát. Lại trời Bồ Tát duyên đời tương lai không điên đảo nên nhanh chóng viên mãn tất cả tư lương Bồ Đề, viên mãn tất cả việc như ích hữu tình của Bồ Tát, viên mãn tất cả chủng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tất cả Phật pháp, viên mãn sự nghiệp sở tác của chư Phật. Đây được nói duyên suy ngẫm mà phát tâm. Lại trời Bồ Tát không điên đảo, nhanh chóng phát khởi tất cả tư lương Bồ Đề, tất cả sở tác của Bồ Tát đều tùy thuận hữu tình, tùy thuận thành tựu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, diệu trí vô sư tự nhiên, tùy thuận khắp tất cả chủng sự nghiệp sở tác của chư Phật, tùy thuận tâm nguyện rộng lớn. Đại trừ Bồ Tát phát tâm như vậy rồi, vượt qua Bồ Tát dị sanh của phàm điện, chứng nhập Bồ Tát chánh tánh ly sanh, sanh nhà Như Lai, thành chân tử của Phật, quyết định hướng đến chánh đẳng Bồ Đề, quyết định tiếp nối thánh chủ Như Lai, lại tránh thành tựu chứng tịnh như thật, rất nhiều hoan hỷ. Đối với các hữu tình khác, phần nhiều xa lìa giận dữ oán hại đấu tranh. Đối với tất cả việc làm, Bồ Tát đều vì lợi ích chúng sanh, viên mãn tất cả chủng tu lương Bồ Đề. Ở nơi tất cả Phật pháp, tất cả chủng vô thượng Bồ Đề, tất cả chủng sở tác Phật sự, lấy ý lạc thanh tịnh tăng thượng nương duyên thắng giải mà thú nhập. Ở nơi các pháp nhanh chóng chứng đắc viên mãn, tự quán thân mình năng thuận theo những điều chánh hiểu rõ như vậy, nên rất nhiều hoan hỷ. Lại tự quán thấy diệu khéo rộng lớn, năng dẫn xuất ly, không nhiễm không gì sánh, nhiếp thọ nhiều ích, thân tầm hoàn hỷ. Ở nơi vô lượng thiện pháp hướng thạnh đầy thảy đều thành tựu. Lại tự rõ biết ta đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề này đã tiến đến gần,
Đối với Đại Bồ Đề, ý là thủ thắng của ta này đã được thanh tịnh, ta đã xa lìa tất cả sợ hãi, do nhân duyên đây sanh nhiều hoan hỷ. Lại trừ Bồ Tát đã phát khởi tâm khéo quyết định, nên đoạn trừ năm sự sợ hãi, do khéo tu tập diệu trí vô ngã, nên phân biệt ngã tưởng vẫn còn chẳng chuyển trở lại, huống chi có đắc phân biệt ngã ái, hoặc sanh yêu quý thân mình, cho nên không sợ mất mạng. Do đối với người không điều mong cầu, thường tự phát khởi vui muốn, ta sẽ như ích tất cả hữu tình, chẳng phải ở nơi họ mà tìm kiếm mong cầu. Do nhân duyên đây không sợ tiếng ác, do lìa ngã kiến, ở nơi ngã không có tưởng ngoại bất chuyển chuyển, nên không sợ chết. Tự biết sau khi chết quyết định được gặp Phật Bồ Tát ở đời vị lai, do xác quyết đây nên không sợ đường ác. Do ý lạc thấy tất cả thế gian không có gì ngang bằng ta, hào hứng có cái thù thắng hơn, cho nên không khiếp nhược trước đại chúng. Như vậy Bồ Tát xa lìa năm trùng sợ hãi, xa lìa tất cả khiếp sợ, khi nghe thuyết chánh pháp thẳm sâu, xa lìa tất cả kiêu mạn phóng túng, xa lìa tất cả hạng người không nhiều ích, trùng trùng tà hạnh khiến phát khởi sân khỏe, xa lìa tất cả tham vui tiền bạc của thế gian, vì không nhiễm ô nên không sợ trái ghét, vì mạnh mẽ nên không có ý vui thế tục, năng chứng đã viên mãn tất cả thiện pháp. Lại do được tín tăng thượng làm tiền dẫn, ở trong hiện pháp năng khởi tất cả tinh tấn của Bồ Tát, ở đời đương lai hành mười chủng đại nguyện như đã thuyết trong phẩm Bồ Đề phần ở trước. Ở trụ cực hoan hỷ đây năng dẫn pháp đầy đủ, do đắc ý lạc tịnh thắng, vì muốn cúng dường hữu tình tối thắng pháp chủ đại sư chân thật phước điền, cho nên dẫn phát đại nguyện thứ nhất. Do muốn thọ trì chánh pháp vô thượng đã tuyên thuyết, cho nên dẫn phát đại nguyện thứ hai. Do muốn khuyến thỉnh chuyển chánh pháp luân vi diệu chưa từng có, cho nên dẫn phát đại nguyện thứ ba. Do muốn tùy thuận hành Bồ Tát hạnh, cho nên dẫn phát đại nguyện thứ tư. Do muốn thành thục khí hữu tình kia, cho nên dẫn phát đại nguyện thứ năm. Do muốn hướng đến cõi nước chư Phật phụng kiến Như Lai, thừa sự cúng dường lắng nghe thọ trì chánh pháp, cho nên dẫn phát đại nguyện thứ sáu. Do tịnh sửa trì quốc độ Phật của mình, cho nên dẫn phát đại nguyện thứ bảy. Do tất cả những chốn sanh thân thường chẳng xa lìa chư Phật Bồ Tát, cùng chư Phật Bồ Tát đồng một ý vị, một vị ý lạc giả hạnh, cho nên dẫn phát đại nguyện thứ tám. Do thường lợi ích tất cả hữu tình, không khó khăn nào mà chẳng vượt qua, cho nên dẫn phát đại nguyện thứ chín. Do chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm các Phật sự, cho nên dẫn phát đại nguyện thứ 10, phát lời nguyện như hữu tình giới truyền chuyển tương tục trọn không đoạn tận, cũng như đường thế gian truyền chuyển tương tục trọn không đoạn tận. Đại nguyện của tôi cũng sanh sanh tương tục cho đến do giáo viên tế bồ đề, thường chẳng xa lìa, thường chẳng quên mất, thường chẳng trái lìa đại nguyện kia. Tự tâm đã phát chánh thệ nguyện như thế, nên biết trong đời trước hết thành tựu sự phát nguyện, điều nề nguyện, về sau tức thành tựu nguyện, nhưng nguyện đã phát khởi. Như vậy, Bồ Tát đương mười chủng đại nguyện làm thượng thủ, năng sanh vô số trăm ngàn chánh nguyện. Bồ Tát như vậy, ngay trong hiện pháp phát đại tinh tấn, ở đời tương lai thành tựu đầy đủ các đại nguyện. Lại có mười chủng pháp tịnh tu ở các trụ, do đây năng khiến trụ cực hoan hỷ, mau được thành tịnh. Một, đối với chư Phật, pháp thâm sanh tịnh tín. Hai, quán đạo lý duyên khởi của các hữu tình, chứng biết chỉ có thuần khổ uẩn lớn nên phát khởi đại bi. Ba, quán thấy kia rồi tự thệ nguyện, ta sẽ khiến các loài hữu tình thuần khổ uẩn lớn như thế được giải thoát, được vui bậc nhất nên phát khởi đại từ. Bốn, vì muốn cứu giúp tất cả yêu khổ nên tự mình không luyến tiếc, vì không luyến tiếc năng xả tất cả thân thể tài vật trong ngoài mà hành huệ thí cho các hữu tình. Năm, vì muốn lợi ích các hữu tình nên từng người siêng cầu pháp thế xuất thế, từng không nhảm mỏi. Sáu, vì không nhảm mỏi nên chứng được tất cả trí luận thanh tịnh, khéo biết các luận. Bảy, vì khéo biết luận nên tùy theo các hữu tình liệt trùng thắng mà tùy nghi ứng dụng khiến họ tu chánh hạnh, nên khéo hiểu rõ thế gian. Tám, ở nơi chánh gia hạnh như vậy tu tập tạm quý chánh hạnh đúng lượng đúng thời. Chín, ở nơi chánh gia hạnh như vậy đặc tánh lực hành trì kiên cố không thối chuyển. 10. Dùng các thứ thượng diệu đại dưỡng cung kính cúng dường Như Lai. Đây gọi là 10 chủng pháp trụ tịnh tu, do đây năng khiến trụ cực hoàn hỷ, màu đắc thành tịnh. Đó là tịnh tín từ bi huệ xả, không nhàm mỏi, khéo biết các luận, khéo hiểu thế gian, tu tập tam quý, tánh lực hành trì kiên cố và cúng dường Như Lai. Lại chư Bồ Tát ở nơi 10 pháp đây, đã tùy chuyển chuyển thọ học, đã tu tập nhiều, lại ở nơi các trụ khác của Bồ Tát, như chín tăng thượng giới, tự Phật Bồ Tát tinh cần, hỏi cầu tất cả chủng đạo công đức, lỗi lầm và vui thần thông không hoại, mất đạo.
Khéo nắm giữ hành đây nên được tướng Đẳng Lưu, ở nơi tất cả trụ tự nhiên thẳng tiến chứng tại Bồ Đề, làm đại đạo sư dẫn dắt tất cả hữu tình vượt qua đường hiểm hoang vu sanh tử, nên biết trong đây năng nhập các hành nên gọi là hành. Nếu lúc chánh nhập thì gọi là đắc, đã viên chứng thành tựu quả lợi thì gọi là Đẳng Lưu. Chư Bồ Tát an trụ nơi trụ đây do hai nhân duyên hiện thấy chư Phật, hoặc do lắng nghe thuyết tạng Bồ Tát, hoặc do nội tâm phát khởi thắng giải, tên có mười phương trong các thế giới với hết chủng chủng tên gọi khác nhau, danh hiệu chư Phật thế tuổi mỗi mỗi khác nhau. Do tâm đồng hành tị tín thô mong cầu hiện thấy đã cầu như vậy nên người thật tọa nguyện, đây gọi là nhân duyên thứ nhất. Lại tâm phát khởi chánh nguyện như vậy, tùy ở trong các thế giới kia nếu có Phật ra đời tôi sẽ sanh qua nơi ấy, như nguyện đây rồi, như thật tọa nguyện, đây gọi là nhân duyên thứ hai. Bồ Tát như vậy do tịnh tín thô mà hiện thấy chư Phật, do lực chánh nguyện mà hiện thấy chư Phật, đã được thấy rồi từ lực tùy khả năng phát khởi tất cả chủng cung kính cúng dường phụng thí đầy đủ chủng chủng vật dụng thượng diệu, cũng cung kính cúng dường tăng chúng ở chỗ chư Như Lai lắng nghe chánh pháp, thọ trì không điên đảo, tinh tấn tu hành tuy pháp hành pháp, dùng bốn nhiếp sự thuần thục hữu tình, tất cả thiện căn có được thầy đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Lại do ba chủng nhân duyên thành tịnh sau khiến các thiện căn kia sáng sạch bội phần: một, vì đối với Phật pháp tăng cúng dường nhiếp thọ; hai, vì dùng bốn chủng nhiếp sự thành thục hữu tình; ba, vì đem tất cả thiện căn hồi hướng Bồ Đề. Thực hành như vậy cho đến vô lượng muôn muôn ức nhiều trăm ngàn đại kiếp thì như ở thế gian có thợ khéo léo tinh xảo đem vàng bỏ vào lửa để tình luyện, trải qua đốt luyện khiến vàng càng trở nên sáng sạch. Cũng thế sở hữu thiện căn ý là thành tịnh thổ thắng của Bồ Tát, phải biết do nương bà chủng nhân duyên thành tịnh kia mà chuyển thêm sáng sạch vậy. Lại trụ ở đây, Bồ Tát sanh ở xứ nào phần nhiều làm vô chuyển luân vô thiện bộ châu, được đại tự tại xa lìa tới cả sở hữu kèo lẫn nhờ cấu, oai nghi trùm khắp hữu tình đều phục những kẻ kèo lẫn, các nghiệp được làm đều trong bốn nhiếp sự, tất cả đều không lìa Phật pháp tăng bảo, trường tất cả chủng tác ý Bồ Đề thường phát nguyện: tôi sẽ quý trọng tất cả hữu tình, làm tất cả việc mang đến nghĩa lợi, làm chỗ nương cho họ, và vui phát khởi tinh tấn như thế, xả bỏ tất cả tài bảo địa vị quyến thuộc, quay về thánh giáo Phật, tịnh tín xuất gia. Trong khoảng sát na, trong nháy mắt, năng chứng trong tam ma địa của Bồ Tát, dùng thiền nhãn thành tịnh, năng hiện thấy 100 Như Lai ở vô số quốc độ chư Phật, lại năng nắm giữ thắng giải đối với sự biến hóa của chư Bồ Tát, dùng lực thần thông chấn động 100 thế giới. Thần cũng năng đến đó phóng đại quang minh soi chiếu khắp nơi, mọi người đều được thấy hóa hiện là 100 loại giáo hóa, thành thục giáo hóa trăm chủng hữu tình. Nếu muốn lưu thần mạng thì có thể trụ trăm kiếp, mỗi đời trước sau là 100 kiếp, chế kiến năng nhập tất cả pháp môn uẩn xứ giới, năng tránh tư trạch ở 100 pháp môn, hóa làm trăm thân, mỗi thần đều hóa hiện trong Bồ Tát quyến thuộc vây quanh, tự biết các việc đã trải qua. Chư Bồ Tát ấy do nguyện lực nên biết vô lượng uy lực thần biến, chúng chư Bồ Tát an trụ nơi trụ cực hoàn hỷ đây. Nguyện lực tăng thượng năng dẫn vô lượng sở tác thần biến của chánh nguyện thủ thắng, chánh nguyện như vậy cho đến muôn muôn ức na do tha trăm ngàn đại kiếp chẳng thể tính đếm. Đây lượng thuyết trụ cực hoàn hỷ của Bồ Tát, vì khéo quyết định, vì bốn tướng phát tâm, vì phát khởi tinh tấn dẫn phát chánh nguyện, vì phát trụ tịnh tu, vì khai rõ chỗ khác, vì tu sửa thiện căn, vì thọ sanh, vì uy lực. Nếu rộng tuyên thuyết thì như trong kinh thập địa gọi là cực hỷ địa. Kinh thập địa kia rộng tuyên thuyết mười địa của Bồ Tát, và trong ma đắc lý ca nhiếp thuộc tạng Bồ Tát đây tuyên nói lược mười trụ của Bồ Tát, thứ tự từ trụ cực hỷ cho đến trụ Bồ Tát thành tựu viên mãn tối thượng. Nên biết trong đây do nghĩa Bồ Tát năng thống nhất gìn giữ gọi là địa, do nghĩa năng là chỗ cư trú thọ dụng gọi là trụ.